thấy cũng bình thường thôi, tại vì cái vấn đề tiêu cực và tích cực thì lúc nào nó cũng đi đôi với nhau, cũng như ánh sáng và bóng tối, thì do từng cái suy nghĩ của mỗi người và từng cái sự hiểu biết của mỗi người. Nếu mà mình đưa những cái gì mà cái theo cái chương trình lớn của đất nước, của dân tộc thì đề cao, còn những người ta ích kỷ nhỏ nhen thì người ta đặt lên những cái vấn đề nó là tin đồn thì ta nói vậy thôi, nhưng mà không có căn cứ. Nói thật ra buồn phiền hay lo lắng tôi cũng không có lo lắng, mà bản thân Khánh thậm chí tôi còn phải học ở nó những cái câu nó rất là, nó nói tự tin, ai muốn nói gì thì nói, nó mình sống cho mình thôi. Thì trong gia đình thì Khánh nó học giỏi từ nhỏ tới lớn, mà nó rất là ham học, nó không cần phải mất cái thời gian mà cố gắng giống như những bạn khác, nó học bài rất là nhanh. Nhìn ở nhà thấy nó không có học hành nhiều mà sao nó học rất là giỏi. Mà là có một lần trước khi nó dự thi ở Philippines thì nó nói với tôi là: mẹ có biết không, từ đó giờ con thi chưa bao giờ rớt môn nào. Tôi mới giật mình, rồi sao con tự tin với vậy, con rất là tự tin. Rồi trước khi mà tôi về để dự cái chung kết á, thì con nói với nó là nếu mà con đậu hoa hậu đó, mẹ đổi vé máy bay mẹ ở lại nữa. Thì tôi đã đổi vé máy bay, tôi phải ở lại tới 2 tây tháng 12 mới về.